Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày mùng 2 tháng 10 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Phát động tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược Hanvet 35 năm không ngừng vươn xa. Sẵn sàng cho hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Hưng Yên năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 16 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ông bà, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh, nội dung quan trọng nhất của kỳ họp sẽ là tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu, đồng thời xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp thứ 5, ngày 23 tháng 6 năm 2023, Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, làm cơ sở để cơ quan tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ. Trên cơ sở các quy định của Trung ương và kế hoạch của tỉnh, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Những người được lấy phiếu tín nhiệm đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo tài liệu gửi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo kiểm điểm cá nhân của mình, trong đó tự nhận xét đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và những giải pháp khắc phục. Đây là những nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận đánh giá của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với sự nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Do vậy, tôi đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ các báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ năm 2021-2026 đến nay và các báo cáo kiểm điểm cá nhân của những người được lấy phiếu tín nhiệm từ thực tế công tác ở địa phương, thể hiện rõ chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng người theo đúng quy định, thực hiện việc đánh giá với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm dân chủ, khách quan và công tâm. Xác định việc đánh giá đúng thực chất sẽ góp phần giúp cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm, được ở mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tăng cường niềm tin của cử tri và nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, cũng như đại biểu dân cử. Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến trình bày tờ trình về danh sách những người được tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Danh sách gồm 27 người do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bao gồm 6 ông bà trong Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, 21 ông bà trong Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi tiến hành bỏ phiếu, kết quả các ông bà được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt tín nhiệm cao. Có 6 ông bà đạt 100% phiếu tín nhiệm cao, trong đó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đều đạt phiếu tín nhiệm cao 100%. Kỳ họp cũng nghe Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy đã trình bày báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay. Trong đó nhấn mạnh, kinh tế của tỉnh vượt qua nhiều khó khăn thách thức và đạt được những thành quả quan trọng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch rõ nét theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thành công trong việc cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các dự án trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai hiệu quả, thu ngân sách nhà nước tăng nhanh, đảm bảo cân đối ngân sách, công tác xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai đồng bộ, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đời sống tinh thần và vật chất của người dân được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi tích cực, chính trị xã hội ổn định, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, qua đó giúp Hưng Yên tiếp tục bứt phá trong những năm gần đây.
Thay mặt Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Tuyết Hương trình bày báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay. Báo cáo khẳng định Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 tiếp tục phát huy vị trí vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chương trình nhiệm vụ đề ra, tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư, góp phần tăng tính liên thông trong trao đổi cung cấp thông tin hoạt động giữa Hội đồng Nhân dân các cấp. Kỳ họp cũng nghe các tờ trình dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra về danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hectare điều chỉnh bổ sung năm 2023, quy định định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, quy định nội dung chi, mức chi một số hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Các đại biểu đã bấm nút nhất trí 100% thông qua 7 nghị quyết chuyên đề và 1 nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp. Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản khẳng định kỳ họp thứ 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Việc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ các chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả này là tiền đề để người được lấy phiếu tín nhiệm quyết tâm làm việc tốt hơn, đề cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trước cử tri và nhân dân trong tỉnh. Tôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ các dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai và các quy định liên quan, nhất là nghị quyết số 10 ngày 3 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ để tiếp tục trình Hội đồng nhân tỉnh thông qua theo quy định của pháp luật, khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo để triển khai các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và thực hiện các thủ tục đầu tư đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Chỉ đạo các sở ngành chức năng tiếp tục làm tốt việc hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các dự án đầu tư đã được phê duyệt, tăng cường thanh tra kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện và đảm bảo cái yêu cầu là giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Chúng ta còn có 3 tháng thì đấy là nội dung là hết sức và quyết liệt chúng ta tổ chức thực hiện thì mới đảm bảo được cái tỷ lệ mà yêu cầu của Chính phủ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Kính thưa các quý vị đại biểu, tư toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã đi qua 9 tháng của năm 2023 với những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Toàn Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận 638 ngày 5 tháng 12 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách và đầu tư công, số 303 ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Quỹ thời gian còn lại của năm 2023 để chúng ta về đích hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của cả năm không còn nhiều. Nhiệm vụ trọng tâm quan trọng hàng đầu từ nay đến cuối năm 2023 là tập trung rà soát, thực hiện các biện pháp cụ thể trên từng lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành tốt nhất tất cả các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023 đã đề ra. Hội đồng nhân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ còn lại về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 3 tháng cuối năm 2023. Đề nghị Ủy ban tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan căn cứ nghị quyết và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng tỉnh tập trung chuẩn bị đầy đủ đúng các quy định các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân tỉnh, đồng thời phối hợp với các ban của Hội đồng tỉnh để tiến hành rà soát các nghị quyết của Hội đồng tỉnh trên một số lĩnh vực nhằm đánh giá tính khả thi, sự bất cập trong quá trình thực hiện để sửa đổi bổ sung kịp thời đúng pháp luật, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 ông bà giữ các chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu nội dung nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm này.
Nghị quyết 396 ngày 2 tháng 10 năm 2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu khẳng định. Việc lấy phiếu tín nhiệm diễn ra công khai, dân chủ, khách quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đánh giá cao sự công tâm, khách quan của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc thể hiện chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đánh giá đúng thực chất việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất, đạo đức, lối sống, giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ. Kết quả, có 6 ông bà đạt 100% tín nhiệm cao là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Tuyết Hương, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Sở Nội vụ Lê Quang Hòa. Một ông đạt 88% tín nhiệm cao, còn lại đạt từ 90% tín nhiệm cao trở lên. Vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Dược Hanvet có nhà máy sản xuất nằm trong khu công nghiệp Phố Đối A, chuyên sản xuất vaccine, sinh phẩm, thuốc thú y, phục vụ cho chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đã tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập, mùng 1 tháng 10 năm 1988, mùng 1 tháng 10 năm 2013. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Từ một doanh nghiệp nhà nước, sau 25 năm cổ phần hóa, công ty Hanvet có tốc độ tăng trưởng bình quân 15% trên năm. Là một doanh nghiệp khoa học công nghệ, trong thời gian qua, công ty đã có nhiều đóng góp không chỉ cho tỉnh Hưng Yên mà còn trên phạm vi cả nước trong nghiên cứu, cung cấp vaccine, thuốc thú y, phục vụ cho ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Hiện công ty đang có 16 dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, tạo việc làm cho hơn 700 lao động, trong đó 40% là có trình độ đại học và trên đại học, 50% lao động có tay nghề cao. Công ty Hanvet đang sản xuất trên 200 sản phẩm dược đạt chất lượng cao, 15 loại vaccine cho lợn, 16 loại vaccine cho gà, 5 loại kháng thể, 4 loại vaccine cho chó mèo, 3 loại vaccine cho vịt và hàng chục sản phẩm probiotic. Các sản phẩm của Hanvet đã được xuất bán trên 30 quốc gia như Nga, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Myanmar, Malaysia, Mông Cổ và các nước châu Phi. Chúng tôi làm đại lý cho Hanvet được hơn 20 năm. Khi hợp tác với công ty thì là một doanh nghiệp trong nước nhưng đã có những sản phẩm rất là tốt và giá thành hợp lý để phục vụ bà con chăn nuôi. Trong xu thế phát triển, công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang một số lĩnh vực mới như xây dựng hệ thống phòng mạch thú cảnh toàn quốc, hệ thống khách sạn tại Hà Nội, Hải Phòng, Tam Đảo, Phú Quốc với tổng giá trị tài sản trên 1.000 tỷ đồng. Hanvet là một doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn doanh nghiệp khoa học công nghệ, nên việc sản xuất của công ty luôn gắn với ứng dụng, nghiên cứu khoa học và tạo ra sản phẩm mới, đồng thời cũng là doanh nghiệp đầu tiên ở phía Bắc đạt tiêu chuẩn GMP, WHO do Tổ chức Thế giới công nhận. Đi liền với sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn đề cao vai trò trách nhiệm xã hội của các doanh nhân, chủ doanh nghiệp. Dù có nhiều thời điểm rất khó khăn, nhưng hàng năm, Hanvet vẫn dành hàng tỷ đồng để làm từ thiện và trao học bổng, tham gia các chương trình, nối vòng tay lớn, trái tim cho em. Qua 35 năm và bây giờ Hanvet đã trở thành một công ty lớn mạnh. Đấy. Sản phẩm của chúng tôi đã giúp cho hàng triệu người nông dân và giúp cho không những là bên nông nghiệp, bên y tế và giúp cho những công tác phòng dịch bệnh của súc vật và kể cả người. Thì chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức và từng bước để cho cái sản phẩm của mình nó hoàn thiện và nó trở thành những cái sản phẩm mà có thương hiệu, có thể sánh được với lại tầm quốc tế. Tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập công ty, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho công ty Hanvet. Nhân dịp này, công ty còn được lãnh đạo và đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen vì đạt nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh.
Sáng nay tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2023, các sở ban ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực phong phú, trong đó trọng tâm là thực hiện đề án 06 trong lĩnh vực giáo dục, triển khai một số mô hình điểm như xác thực thi online bằng căn cước công dân gắn chip, đăng nhập hệ thống quản lý trường học bằng tài khoản VNeID năm 2023 với chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay gửi tới thông điệp mỗi cá nhân, mỗi tập thể cần phải cố gắng rèn luyện xây dựng khả năng tự học, tự tìm hiểu, tự khám phá tri thức mới, đồng thời liên tục phổ cập về ứng dụng các lĩnh vực chuyển đổi số, cập nhật các nguồn tài liệu mở trên nền tảng số. Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hưng Yên trao tặng 40 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Thư viện tỉnh đã tặng sách cho 2 trường tiểu học và trung học cơ sở xã Xuân Trúc. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn vận động toàn xã hội tham gia phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, những năm qua, các cấp hội khuyến học tỉnh Hưng Yên có nhiều cách làm phù hợp để khuyến học khuyến tài trở thành phong trào rộng khắp hướng đến mục tiêu tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ. Phóng sự được thực hiện nhân 15 năm Ngày Khuyến học Việt Nam, mùng 2 tháng 10 năm 2008, mùng 2 tháng 10 năm 2023. Năm 2003, dòng họ Nguyễn Văn, xã Chí Tân, huyện Quế Châu thành lập ban khuyến học và xây dựng quỹ khuyến học. Cứ đến mỗi dịp giỗ tổ, Tết Nguyên đán, các gia đình lại đến nhà thờ họ để kính cáo tổ tiên, đồng thời tự nguyện đóng góp vào quỹ khuyến học. Hiện nay, quỹ khuyến học dòng họ Nguyễn Văn có trên 170 triệu đồng. Hàng năm, dòng họ trích quỹ khen thưởng cho con cháu có thành tích cao trong học tập, tặng quà, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo vượt khó. Hàng năm, 90% con cháu trong dòng tộc đạt học lực khá và giỏi. Nhiều cháu vinh dự được công nhận là học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, không ai mắc tiền nạn xã hội. Năm nào dòng họ cũng tổ chức trao phần thưởng cho các cháu trong dòng họ thì cháu thấy là cũng rất là vui vẻ và khấn khởi. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, phong trào khuyến học khuyến tài của huyện Phù Cừ phát triển rộng khắp, đến nay toàn huyện có 14 hội khuyến học xã thị trấn, 43 chi hội khuyến học khối trường học, 12 chi hội khuyến học cơ quan đơn vị doanh nghiệp và 52 chi hội khuyến học thôn xóm. Đặc biệt, năm 2012, huyện thành lập quỹ khuyến học Tống Chân Quốc Hoa, một biểu tượng của truyền thống hiếu học thi cử. Đến nay, tổng nguồn quỹ khuyến học các cấp đã nhận được hơn 2,6 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, huyện tổ chức vinh danh biểu dương các điển hình cho phong trào khuyến học khuyến tài. Khuyến học thì cũng rất là quan tâm đến em, nó là động lực rất lớn để em có thể học tập và trở thành người có ích cho xã hội. Em đã nhận được rất là nhiều sự động viên, khích lệ và sau 5 năm học tập tại trường Đại học Giờ Hà Nội, em cũng đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Thì em hy vọng là các bạn sẽ cố gắng phát huy những cái truyền thống hiếu học quê hương và sau này thì sẽ đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh ạ. Chúng tôi chỉ đạo các cấp hội cơ sở tiếp tục là phát triển hội viên. Xây dựng quỹ hội, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các cháu học sinh có hoàn cảnh nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, toàn tỉnh Hưng Yên có trên 260.000 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, gần 1.400 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập, trên 740 cộng đồng đạt danh hiệu cộng đồng học tập và gần 78% số cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt danh hiệu đơn vị học tập. Tổng số quỹ khuyến học các cấp trong toàn tỉnh đạt trên 60 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ khuyến học, hàng năm các cơ quan tổ chức cá nhân trao tặng trên 1.000 suất học bổng, phần quà cho học sinh nghèo vượt khó toàn tỉnh. Sáng nay, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Tại lễ khai giảng, nhà trường tổ chức chào đón gần 3.200 tân sinh viên của 20 ngành đào tạo K21 khóa 2023-2027. Sau gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên được đánh giá là một trong những trường luôn có nhiều đổi mới trong cách giảng dạy, xen giữa lý thuyết và thực hành, lấy sinh viên làm trung tâm, tiếp cận những ngành nghề có tính thực tiễn, giúp cho nhiều sinh viên ra trường có việc làm với thu nhập cao cũng như góp phần quan trọng trong cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
Qua đó, trường được xếp thứ 24 trên 100 trường đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng Đại học Việt Nam và xếp thứ 25 trên 186 trường đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng thế giới. Tại buổi lễ khai giảng, nhà trường khen thưởng và trao học bổng cho 3 tân sinh viên trúng tuyển có điểm thi trung học phổ thông cao nhất là 26,6 điểm, trao khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân. Các doanh nghiệp đối tác của nhà trường cũng trao tặng quỹ học bổng với số tiền gần 200 triệu đồng. Theo kế hoạch, Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cấp tỉnh năm 2023 được tổ chức vào ngày mai mùng 3 tháng 10 tại khu vực Quảng trường Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho hội thao. Sáng nay, mùng 2 tháng 10, các đội thi đến từ 10 huyện, thị xã, thành phố vẫn đăng hái thi thử một số nội dung của Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cấp tỉnh năm 2023. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Sở đối với Công an xã Mỹ Sở để phối hợp kết hợp với các ngành đoàn thể đã chọn ra những cái đội viên xuất sắc nhất tại cơ sở và mang đi để hội thi này. Hội thao Kỹ thuật chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Hưng Yên năm 2023 có sự tham dự của 39 đội tuyển với hơn 300 thành viên được chia thành 4 khối dự thi. Công tác tập luyện các nội dung liên quan đến hội thao đã được các đơn vị triển khai từ nhiều ngày nay. Để chuẩn bị cho hội thao thì công ty cũng thường xuyên tổ chức cho anh em luyện tập, anh em đội phòng cháy cháy cơ sở không phải làm việc trong 2 giờ hành chính trong vòng nửa tháng để luyện tập. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị những cái phương tiện, đã mua sắm những các cái vật tư như rào, rồi những rào điền kinh, rồi những khay xăng, rào cọng lửa là sao để chuẩn bị tốt nhất, rồi những cái điều kiện về sân bãi, quần áo cho vận động viên theo đúng cái quy định. Đến từ buổi này thì 3 đội thi của huyện Văn Giang chúng tôi là đã vào đúng là tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Đến ngày 2 tháng 10, ban tổ chức hội thao đã xây dựng kịch bản điều hành chi tiết, lên phương pháp thực tập phù hợp với điều kiện thực tế, bố trí lực lượng cảnh sát giao thông, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại nơi diễn ra hội thao, vật tư thiết bị phục vụ cho hội thao cũng được chuẩn bị đầy đủ. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban tỉnh và kế hoạch của Giám đốc công an tỉnh về tổ chức hội thao kỹ thuật chữa cháy năm 2023, thì sau thời gian chuẩn bị từ công tác hội thao của cấp huyện và lựa chọn các đội có thành tích tốt nhất của 10 huyện, thị xã, thành phố và lực lượng chuyên ngành, thì hiện nay 39 đội tham gia hội thao cấp tỉnh, toàn bộ là lực lượng tổ liên gia, đội dân phòng và đội phòng cháy cháy cơ sở và đội chuyên ngành. Đến nay thì công tác chuẩn bị là đã hoàn tất, và về phương tiện, về con người, vật tư thiết bị, trang thiết bị thì cũng đã đầy đủ để sẵn sàng cho hội thao. Sau hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại 10 huyện, thị xã, thành phố, hội thao cấp tỉnh được tổ chức nhằm tăng cường hơn nữa khả năng đáp ứng, xử lý các tình huống cháy ngay từ cơ sở. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.